Rồi. Phải chi em biết rằng anh đã như thế nào. Anh đã phải cố gắng để sống một cuộc sống mới. Phải chi em biết rằng anh đã luôn đợi chờ để được nhìn thấy ánh mắt dịu dàng cùng dòng nỗi ấm êm. Có hay không tận cùng cô đơn, chắc anh đang tận cùng cô đơn vì chẳng tìm cho mình được cách để quên một người. Anh biết có chắc chỉ mình anh đâu, nhưng em ơi anh lỡ tin phép màu sẽ mang cho anh mọi lần sau. Rồi ok, một bản ballad nhẹ nhàng tình cảm và rất là khó hát. Và chúng ta áp dụng cái kỹ thuật mới vào để chúng ta có thể hát được những cái kỹ thuật một cái bài này một cách hiệu quả nhất. Âm hu và âm hô nha. Âm hu và hô. Phải bám được chắc trên đó. Đơn giản. Với một cái kỹ thuật rất đơn giản mà chúng ta có thể áp dụng vào trong bài hát. Và cái quan trọng nhất là chúng ta đưa được âm thanh của mình rời xa cái cổ và lên vị trí của vùng mặt, và hát một cách thoải mái nhất và giữ vững hơi thở và vị trí âm thanh trên vùng mặt, thì nó sẽ giúp cho chúng ta tạo được âm thanh mặt nạ và rất là hay khi hát ha. Và mình hát lại một lần nữa hu wơ từ đầu nha. Hu wơ hu wơ hu wơ. Đừng đưa xuống cổ nha. Rồi chúng ta sẽ áp dụng vào bài hát. 2 3. Phải chi em biết rằng anh đã như thế nào. Anh đã phải cố gắng để sống một cuộc sống mới. Phải chi em biết rằng em đã luôn đợi
hu ô nè, hu ô hu ô. Câu tiếp theo hai ba, hu ô 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 hu ô. Và tiếp theo đó là có hay không, ok, hu ô có. Âm thanh của mình phải được đưa lên trên, đưa ra cái vòng môi, vùng mặt của mình theo hu ô hu ô. Và có hay không từng cung cô đơn, phải giữ được âm thanh và cái có cảm giác âm thanh như vậy thì chắc chắn các bạn sẽ hát hay hơn rất nhiều. Có hay không từng cung cô đơn, chắc anh đang tận cung cô đơn, vì chẳng tìm cho mình được cái để quên một người. Anh biết có chăng chỉ mình anh đau, nhưng em ơi anh lỡ tin phép màu sẽ mang cho anh một lần sau cuối được bên em. Ok, nó kéo luôn ha, đúng không? Rồi sau đây chúng ta là ok, 2, 3. Vẫn nhẹ nhàng thoải mái, không có cần phải hát gồng cổ nha. Các bạn phải quên đi cái chuyện gồng cổ đi và xóa trong ký ức luôn, xóa ký ức. Ok, 2, 3. Rồi ok, vẫn nhẹ nhàng như vậy và tình cảm nha. À, cuối đường bên em, xóa dịu nỗi nhớ người, để nụ hoa nói thay như khoảng cách ngăn tình ta. Nhẹ nhàng như vậy. Nếu như anh biết mình sẽ yêu người đến hết, đưa em đi hay sẽ đi ngược lại, thì hôm nay anh chẳng đâu thế này đi. Rồi qua phần 2 chúng ta cũng hát như vậy và nhẹ nhàng, 2, 3. Phải chỉ anh biết rằng chuyện tình ta vỡ tan, thì những ngày xưa cũ anh sẽ yêu nhiều hơn nữa. Vẫn rất nhẹ nhàng, vẫn rất tình cảm. Giống như hát bằng hơi thở luôn các bạn. Và hơi thở nó phải được tác động vào trên mặt của mình, giống như những cái bài luyện thanh thôi, không cần phải gồng mạnh nha. Tiếp tục. Phải chỉ anh biết rằng chuyện tình ta vỡ tan, thì như ngày xưa cũ anh sẽ yêu nhiều hơn nữa. Phải chỉ anh biết rằng chứ có hay không tận cùng cô đơn, chắc anh đang tận cùng cô đơn. Mình phá cách ra đó các bạn, để cho nó tạo cái cảm giác là mình không bị lặp lại các cách hát cũ. Mình sẽ hát lại nha. Chẳng hiện thật nữa, anh có riêng mình, bao yêu đương chắc chứ có hay không tận cùng cô đơn, chắc anh đang tận cùng cô đơn, vì chẳng tìm cho mình được cái để quên một người. Mình quay lại cái giai điệu ha, chứ không thôi mình đi luôn đó. Tiếp tục.
mình phá, nhưng mà sau đó mình phá rồi mình sẽ quay lại. Anh biết cố chấp chỉ mình anh đâu, nhưng em ơi anh đó, đâu có cần phải lớn tiếng phê màu cũng được, nhưng mà các bạn nên suy nghĩ cách hát làm sao nó cảm thấy đừng bị quá over. Nếu mà muốn lên thì nó cũng phải lên vừa thôi. Anh biết cố chấp chỉ mình anh đâu, nhưng em ơi anh lớn tiếng phê màu. Đó, mình lên nó vừa chữ lỡ thôi. Lớn tiếng phê màu sẽ mang cho anh một lời sau cuối đường bên em, xóa dịu nỗi nhớ người, để nụ hôn nói thay những khoảng cách ngăn tình ta. Chắc anh chẳng dám giữ lấy yêu thương. Ok, cái chỗ này các bạn phải giữ vị trí âm thanh nè. Bây giờ mình sẽ hát lại cái này nha, được bên em. 2, 3. Không cần cứ phải thì lúc đó nó vào cổ nhiều quá. Nó mình đừng có nên khi mà cố gắng hát gồng hát cao mình bị over thì lúc đó nó bị bể cái giọng của mình, nó không hay. Đừng khi các bạn hát các bạn phải cảm thấy thoải mái nhất, thì đó là cái hay trong cái bộ giáo trình hát thoải mái của mình. Hãy nhớ là khi hát chúng ta phải cực kỳ thoải mái. Khi mà chúng ta muốn gồng muốn to thì chúng ta cũng phải thoải mái chứ không bị over. Ok nha, muốn to muốn rõ thì cũng phải không được over. Diễn tả cảm xúc đau buồn lên à. Vẫn bám âm thanh, các bạn có nhiều cách lắm. Khi các bạn có thể là hát bằng hơi, nó có một cái cảm giác giống như là chúng ta đang khóc. Còn nếu mà hát bằng giọng thật thì có cảm giác chúng ta đang gào thét. Ví dụ như đang gào thét là xin thứ này. Là cảm giác chúng ta đang gào thét. Thì sau đó chúng ta kéo qua cái sự gào thét luôn. Còn nếu chúng ta cảm thấy chúng ta đang khóc thôi thì thầm, thì chúng ta sẽ hát nhẹ. Ok nha. Rồi thì mình hát cách nào cũng được. Thì mình sẽ chọn cái cách hát đang khóc chứ không phải là đang gào thét. Cái chữ này trong tâm trí anh vẹn nguyên rất là khó, thì các bạn phải giữ cái hơi trên mặt của mình cực kỳ chắc. Rồi anh được bên em, bên em chỗ này là nha các bạn. Vậy thì anh giữ bấy lâu là lấy hơi trong tâm trí, lấy hơi lúc đó chúng ta mới có thời đủ hát nha. 2, tiếp theo. Làm sao để có một cái giọng hát nhẹ nhàng, tình cảm nhưng vẫn rõ ràng.
nhưng vẫn lôi cuốn, thì đó là lại là một cái kỹ thuật mà chúng ta phải tập luyện cái bài hướng dẫn của mình đó. Các bạn cứ tập luyện rất là đơn giản, chúng ta không đừng nên cầu kỳ tập quá nhiều những kỹ thuật mà thực sự nó không giúp ích được gì cho chúng ta khi chúng ta áp dụng vào trong bài hát cả. Tại vì luyện kỹ thuật là để áp dụng vào trong bài hát, đấy là cái mà mình muốn. Khi chúng ta luyện xong cái kỹ thuật là chúng ta phải áp dụng vào trong bài hát này liền. Ok, thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta sẽ tiếp tục hát ha. Từ chỗ phải chi anh biết chuyện tình ta như vỡ tan. Ok, rồi từ chỗ này nha. 2, 3. Phải chi anh biết rằng chuyện tình ta vỡ tan, thì những ngày xưa cũ anh sẽ yêu nhiều hơn nữa. Phải chi anh biết rằng những lời hứa quá vô tình chẳng hiện thật nữa. Anh cất riêng mình bao yêu thương chất chứa, có hay không tận cùng cô đơn. Chắc anh đang tận cùng cô đơn vì chẳng tìm cho mình được cái để quên một người. Anh biết có chắc chỉ mình anh đâu, nhưng em ơi anh lỡ tin phép màu sẽ mang cho anh một lần sau cuối được bên em. Xóa dịu nói nhớ người, lòng lưỡi luôn lại ha. Đường bên em xóa dịu nói nhớ người, để nụ hôn nói thay những khoảng cách ngăn tình ta. Nếu như anh biết mình sẽ yêu người đến hết, chắc anh chẳng dám giữ lấy yêu thương. Trong tâm trí anh vẹn nguyện hoàng, nếu như anh biết mình sẽ yêu người đến thế. Đường em đi, anh sẽ đi ngược lại. Thì hôm nay anh chẳng đâu thế này. Ok, chúc các bạn sẽ thành công với video level 2. Hẹn gặp lại với những video tiếp theo.